Cập nhật tin tức về dịch COVID-19 mỗi ngày trên kênh YouTube FBNC. Bản tin ngày hôm nay 18 tháng 6 bao gồm những thông tin nổi bật như sau. Trên thế giới, làn sóng COVID-19 thứ hai đang bùng phát mạnh mẽ. Bắc Kinh đóng cửa trường học, đình chỉ đi lại, Thượng Hải cách ly người Bắc Kinh. Thuốc kháng viêm Dexamethasone được coi là bước đột phá mới cho COVID-19. Tại Việt Nam, cách ly một trường hợp mắc COVID-19 về từ Kuwait, đưa công dân Việt Nam từ Canada về nước, đề nghị xuất khẩu cẩn trọng khi dịch COVID-19 bùng phát ở Trung Quốc. Tính đến 18 giờ ngày 17 tháng 6, thế giới ghi nhận hơn 8,2 triệu ca nhiễm COVID-19 do virus corona chủng mới gây ra, trong đó hơn 446.000 người tử vong và hơn 4,3 triệu ca hồi phục. Tại Mỹ, quốc gia chịu ảnh hưởng nặng nề nhất bởi dịch COVID-19 với hơn 2,2 triệu ca nhiễm, trong đó có hơn 119.000 ca tử vong. Số ca nhiễm bệnh mới ở Brazil tăng cao kỷ lục, tổng số người mắc bệnh ở quốc gia này đã hơn 928.000 ca, trong đó số ca tử vong hơn 45,4 ngàn ca. Brazil hiện đang xếp thứ hai thế giới về số ca nhiễm bệnh và tử vong sau Mỹ. Tại Trung Quốc, Phó Chánh văn phòng Chính quyền Nhân dân thủ đô Bắc Kinh Trần Bội tuyên bố, thành phố này đã nâng mức ứng phó khẩn cấp với đại dịch COVID-19 từ cấp độ 3 lên cấp độ 2 kể từ ngày 16 tháng 6. Một loại steroid rẻ tiền và được sử dụng nhiều có tên là Dexamethasone đã trở thành loại thuốc đầu tiên cho thấy khả năng cứu sống bệnh nhân COVID-19, điều mà các nhà khoa học gọi là bước đột phá lớn trong đại dịch. Kết quả từ một thử nghiệm thực hiện bởi một nhóm nghiên cứu tại Đại học Oxford cho thấy Dexamethasone, một loại steroid rẻ tiền và phổ biến, có khả năng giảm 1/3 tỷ lệ tử vong của những bệnh nhân Anh mắc COVID-19 trong tình trạng nguy kịch, được công bố vào thứ Ba vừa qua. Điều này khiến Dexamethasone, loại thuốc được dùng để giảm viêm ở các chứng bệnh khác như bệnh gút, trở thành loại thuốc đầu tiên cho thấy khả năng cứu sống các bệnh nhân COVID-19. Thông qua kết quả sơ bộ, các nhà nghiên cứu gợi ý việc sử dụng thuốc này như một loại thuốc tiêu chuẩn để chữa trị cho bệnh nhân nhiễm virus corona. Vào ngày thứ Ba, Thủ tướng Anh Boris Johnson đã hoan nghênh tin tốt này. Ông cho biết Dexamethasone đã được cho phép sử dụng trong những dịch vụ y tế nhà nước và Anh sẽ dự trữ đủ loại thuốc này để đề phòng làn sóng lây nhiễm thứ hai. Đó là một loại thuốc không mới, một số người sẽ nói nó không đáng chú ý. Tuy nhiên, loại thuốc này đã có trên thị trường hơn 60 năm và nó rất rẻ, chỉ tốn khoảng vài pound hoặc vài cent là cùng. Cũng tại cuộc họp nói trên, Peter Hobie, nhà đồng nghiên cứu thử nghiệm cho rằng Dexamethasone làm giảm đáng kể tỷ lệ tử vong. Với những bệnh nhân mắc COVID-19 nằm trong phòng bệnh cần thở oxy, loại thuốc này có thể làm giảm nguy cơ tử vong khoảng 20%. Điều đó có nghĩa nếu sử dụng loại thuốc này thì khoảng 75% bệnh nhân trong bệnh viện sẽ được cứu sống. Với những bệnh nhân mắc COVID-19 nhưng không cần thở oxy thì Dexamethasone không có tác dụng tích cực rõ rệt. Vì vậy, loại thuốc này chỉ nên sử dụng với những bệnh nhân gặp chứng khó thở, người cần thở oxy hoặc thông phổi. Hiện tại chưa có phương pháp chữa trị hoặc vaccine phòng bệnh COVID-19 nào được coi là chính thống. Trong tháng này, thử nghiệm liên quan đến hydroxychloroquine cũng đã bị tạm dừng vì nó không có tác dụng trong việc chữa trị bệnh nhân COVID-19. Ngày 16 tháng 6, trong một phiên họp ngắn của Tổ chức Y tế Pan America có trụ sở tại Washington, Giám đốc khu vực châu Mỹ của WHO bà Clarissa Etienne cho biết tình hình dịch bệnh tại khu vực này đang gia tăng nhanh chóng với 4 triệu ca nhiễm và 204.000 ca tử vong được ghi nhận. Dịch COVID-19 vẫn đang bùng phát ngày một nghiêm trọng hơn. Hiện tại, Hoa Kỳ đang chiếm 54%, Brazil 23% trong tổng số ca tử vong do COVID-19 được ghi nhận. Các quốc gia trong khu vực thuộc Mỹ Latin và Caribe cũng đang gia tăng đáng kể người bị lây nhiễm. Trong khi tại châu Âu và châu Á, tình hình dịch bệnh đã được cải thiện, thì châu Mỹ đang trở thành ổ dịch mới. Trong đó, Hoa Kỳ và Brazil đứng đầu danh sách số ca nhiễm COVID-19 trên toàn thế giới. Bà Etienne bày tỏ mối quan ngại sâu sắc về sự gia tăng lây nhiễm ở Cộng hòa Haiti và Cộng hòa Dominica, nơi mà các dịch vụ chăm sóc sức khỏe vô cùng đắt đỏ và khan hiếm. Thứ Ba ngày 16 tháng 6, Thống đốc Florida ông Ron DeSantis tuyên bố với truyền thông trong một cuộc họp báo ở Tallahassee, ông đã từng bước mở cửa kinh tế cho tiểu bang của mình. Số bệnh nhân COVID-19 nằm trong phòng hồi sức ở tiểu bang Florida đã giảm 43% và số người nhiễm cần máy thở trong 30-60 ngày cũng giảm 56%. Hai tháng trước chúng ta có 547 ca nhiễm, giờ đây chỉ còn khoảng 240 ca. Các tiểu bang như Florida, Arizona, Oklahoma, Oregon, Nevada và Texas đều ghi nhận số ca nhiễm mới tăng kỷ lục trong ngày 16 tháng 6. Tuy nhiên, một số tiểu bang của Hoa Kỳ vẫn cho mở cửa kinh tế trở lại.
Bạn biết đấy, chúng ta phải mở cửa trở lại. Chúng ta vẫn sẽ tiếp tục bảo vệ những người dễ bị tổn thương nhất, duy trì giãn cách xã hội, tránh tụ tập ở nơi đông người, đặc biệt là đối với nhóm dân số cao tuổi. Gần đây, cư dân trong một ngôi làng nằm ở phía đông Amazon cho rằng lá của cây jambu hay còn gọi là cây đau răng có thể thay thế cho hydroxychloroquine để chống lại COVID-19. Bà Maria de Nazi Sanchez, 65 tuổi, có một niềm tin mãnh liệt vào loại nước lá đắng. Bà từng bị dương tính với COVID-19 và đã dùng loại trà thảo dược này để chiến đấu với dịch bệnh. Con trai tôi sau khi đến bệnh viện ở thành phố Portel và thấy các bệnh nhân COVID-19 đã nói với tôi rằng, mẹ ơi, mọi người ở đó thực sự rất cần trà jambu để chữa bệnh. Tôi nói là tôi trồng rất nhiều trong vườn và sẽ mang đến đó cho tất cả mọi người. Ngôi làng của bà Maria nằm bên bờ sông Amazon, mới đây đã được các nhân viên y tế cộng đồng đến và thăm khám cho dân làng. Ở những vùng hẻo lánh khác của Amazon, nếu dân làng muốn được chăm sóc đặc biệt thì phải đi thuyền để đến các thành phố lân cận. Nên đối với họ, việc phòng ngừa là vô cùng quan trọng. Người dân địa phương chọn đặt niềm tin vào các loại thảo dược truyền thống. Theo tôi biết thì ở khu vực ven sông Amazon, phần lớn người dân đều đang dùng các loại thảo dược với niềm tin mãnh liệt rằng chúng có thể chống lại COVID-19. Nói chung là dân làng vẫn dùng thuốc, nhưng họ tin vào các loại thảo dược nhiều hơn. Nếu bị sốt, họ sẽ dùng thuốc hạ sốt chung với các loại thảo dược. Lá jambu được sử dụng trong các món ăn địa phương ở bang Para. Loại cây này được cho là bên cạnh việc chống lại virus, còn có tác dụng gây tê, giúp giảm đau, nhuận tràng và thậm chí là kích thích quan hệ tình dục. Có một bài viết được chia sẻ trên mạng xã hội cho rằng trà jambu pha với nước chanh, tỏi và một viên paracetamol có thể chữa được COVID-19. Kể từ khi bị phong tỏa do COVID-19, pháo hoa bất hợp pháp liên tục được bắn trên bầu trời Brooklyn vào giữa đêm, đặc biệt là ở khu phố Flatbush thuộc công viên Bronx và các khu vực lân cận khác. Theo dữ liệu của cuộc gọi 311, cư dân trong khu phố đã phàn nàn rất nhiều về tiếng ồn từ việc bắn pháo hoa kể từ ngày 18 tháng 3. Tin tức tại Việt Nam, theo Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19, đã phát hiện một trường hợp trở về từ Kuwait mắc COVID-19, được cách ly ngay khi nhập cảnh, không có nguy cơ lây nhiễm ra cộng đồng. Như vậy, đến thời điểm này, Việt Nam có 335 ca nhiễm, tròn 62 ngày không ghi nhận ca lây nhiễm trong cộng đồng. Ca bệnh 335 là nam, 24 tuổi, có địa chỉ tại xã Khôi Kỳ, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên, sống và làm việc tại Kuwait 2 năm. Ngày 16 tháng 6, bệnh nhân từ Kuwait quá cảnh Qatar về sân bay Tân Sơn Nhất, thành phố Hồ Chí Minh trên chuyến bay H9092 của hãng hàng không Bamboo Airways, được cách ly ngay lấy mẫu xét nghiệm tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới thành phố Hồ Chí Minh. Kết quả xét nghiệm ngày 16 tháng 6 dương tính với SARS-CoV-2. Hiện bệnh nhân được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới thành phố Hồ Chí Minh. Như vậy, tính đến 18 giờ ngày 17 tháng 6, Việt Nam ghi nhận 335 ca nhiễm COVID-19, trong đó 325 ca đã chữa khỏi, chiếm 97% tổng số bệnh nhân COVID-19 tại Việt Nam. 10 bệnh nhân COVID-19 còn lại đang được điều trị tại 8 cơ sở y tế, đa số có sức khỏe ổn định. Hiện có 4 bệnh nhân có kết quả xét nghiệm âm tính 2 lần trở lên với virus SARS-CoV-2 và còn 6 bệnh nhân còn lại dương tính. Tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe là 7.250, trong đó 81 trường hợp cách ly tập trung tại bệnh viện, 6.248 trường hợp cách ly tập trung tại cơ sở khác và 921 trường hợp cách ly tại nhà nơi lưu trú. Trong hai ngày 15 và ngày 16 tháng 6, các cơ quan chức năng Việt Nam, các cơ quan đại diện Việt Nam tại Canada và hãng hàng không quốc gia Việt Nam đã phối hợp với các cơ quan chức năng Canada đưa 343 công dân Việt Nam từ Toronto trở về nước an toàn. Đại sứ quán Việt Nam tại Ottawa, Canada đã cử người đến thăm một số cháu bị bệnh nặng từ trước chuyến bay và cử cán bộ tới Toronto trực tiếp hỗ trợ công dân tại sân bay. Trước đó, Đại sứ quán Việt Nam đã làm việc với Bộ Ngoại giao và các cơ quan hữu quan Canada để đảm bảo chuyến bay diễn ra an toàn, thuận lợi. Với mục tiêu đảm bảo sức khỏe cho công dân, ngăn ngừa sự lây lan của dịch bệnh, hãng hàng không quốc gia đã thực hiện nghiêm túc các biện pháp về an ninh, an toàn và vệ sinh dịch tễ trong suốt chuyến bay. Ngay sau khi hạ cánh xuống sân bay quốc tế Nội Bài, những người tham gia chuyến bay đã được giám sát y tế và cách ly tập trung theo đúng quy định. Cũng trong hai ngày 15 và ngày 16 tháng 6, các cơ quan chức năng Việt Nam, Đại sứ quán Việt Nam tại Nam Phi, Đại sứ quán Việt Nam tại Mozambique đã phối hợp với các cơ quan chức năng nước sở tại và hãng hàng không quốc gia Nam Phi SSA đưa 69 công dân Việt Nam về nước an toàn. Hành khách trên chuyến bay chủ yếu là trẻ em dưới 18 tuổi, phụ nữ mang thai, người cao tuổi, người đi du lịch bị mắc kẹt, người lao động hết hạn hợp đồng và sinh viên đã hoàn thành khóa học.
Trong bối cảnh các nước trong khu vực đang hạn chế đi lại, Đại sứ quán Việt Nam tại Nam Phi và Mozambique đã phối hợp chặt chẽ với các chính quyền sở tại để hỗ trợ bà con di chuyển giữa các quốc gia, cử cán bộ tới biên giới để đón công dân, hỗ trợ nơi cư trú, nhu yếu phẩm cần thiết, trực tiếp ra sân bay để hỗ trợ thủ tục lên máy bay cho bà con. Trong suốt thời gian ở đây thì các Lợi và các anh chị cán bộ đại sứ đã hàng tuần liên lạc với em rồi để hỏi thăm tình hình của em, rồi sẵn sàng giúp đỡ em rất là nhiều trong việc cả trong việc thông tin em nữa. Đại sứ quán cũng đã cố gắng rất nhiều để tổ chức một chuyến bay hồi hương cho những công dân còn ở nước ngoài như em. Ở Nam Phi rất là khó khăn, bà con ở rải rác, số lượng không đông để chúng ta có thể tổ chức được chuyến bay ở trong nước. Nhưng cho đến giờ phút này thì bằng nỗ lực của tất cả các cơ quan đại diện liên quan, các đơn vị trong nước, thì đến giờ này thì tôi tin rằng là chúng ta đã tổ chức được chuyến đi thành công, kịp thời đưa bà con đáp ứng nguyện vọng bà con theo đúng cái chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ với những cái đối tượng cần phải ưu tiên để thu xếp về nước. Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, các cơ quan chức năng trong nước, các cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài đang tiếp tục xây dựng kế hoạch đưa công dân về nước, đáp ứng nhu cầu của công dân Việt Nam ở nước ngoài và phù hợp với năng lực cách ly trong nước. Vừa qua, tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo Trung ương phối hợp với Bộ Y tế và Bộ Thông tin Truyền thông tổ chức hội nghị sơ kết công tác thông tin tuyên truyền về phòng chống dịch COVID-19. Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã dự và phát biểu chỉ đạo hội nghị. Đại dịch COVID-19 đang diễn biến rất phức tạp trên toàn cầu. Thế giới đã ghi nhận hơn 8 triệu ca mắc tại 214 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong đó có hơn 400.000 người tử vong. Tại Việt Nam, số ca mắc là 335, trong đó đã điều trị khỏi 325 bệnh nhân, đặc biệt chưa có trường hợp tử vong nào. Kết quả này được thế giới ghi nhận và đánh giá rất cao, đó là nỗ lực của cả một quốc gia đoàn kết. Trong đó, công tác thông tin tuyên truyền đóng vai trò quan trọng, nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành cũng như toàn thể nhân dân đồng lòng, chung tay đẩy lùi dịch bệnh. Các hình thức truyền thông được triển khai đồng bộ, quyết liệt, đa dạng. Các cơ quan báo chí đã mở chuyên trang, chuyên mục, đăng tải hàng nghìn tin bài tuyên truyền về công tác phòng chống dịch bệnh. Các địa phương phối hợp tối đa hiệu quả tuyên truyền của hệ thống đài truyền thanh, xe tuyên truyền lưu động, phát tờ rơi. Các nhà mạng đều đặn gửi tin nhắn khuyến cáo đến người dân. Thông tin thất thiệt, tin giả về tình hình dịch bệnh kiên quyết được xử lý để đảm bảo tất cả người dân đều có thể tiếp cận thông tin chính xác nhất về tình hình dịch bệnh. Hầu hết dư luận quốc tế đánh giá kết quả phòng chống dịch của Việt Nam là thần kỳ. Việt Nam là đất nước có tỷ lệ người dân tin tưởng vào các biện pháp ứng phó dịch của chính phủ cao nhất thế giới, qua đó nâng cao vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế. Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh, vai trò của thông tin truyền thông có ý nghĩa rất quan trọng, một trong những yếu tố quyết định thành bại của bất kỳ cuộc cách mạng nào. Trong điều kiện đất nước chúng ta có 54 dân tộc với nhiều ngôn ngữ khác nhau, nếu không có thông tin truyền thông, công tác phòng chống dịch bệnh sẽ không đạt được những thắng lợi bước đầu. Thủ tướng khẳng định vai trò xung kích của hơn 20.000 phóng viên, nhà báo, của ngành tuyên giáo, của giới văn nghệ sĩ trong cuộc chiến chống dịch. Những tác phẩm, những bài viết và sản phẩm mà các cơ quan báo chí, giới văn nghệ sĩ đóng góp trong thời gian qua là một món quà quý giá để chào mừng 95 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam. Bloomberg đưa tin, Singapore sẽ tiếp tục nới lỏng du lịch quốc tế và Việt Nam nằm trong nhóm quốc gia và vùng lãnh thổ được ưu tiên. Tất cả khách du lịch đến Singapore từ thời điểm này, nhân từng ở Úc, Brunei Darussalam, Hồng Kông, Nhật Bản, Macau, Trung Quốc, New Zealand, Hàn Quốc, Đài Loan và Việt Nam trong 14 ngày liên tiếp trước khi nhập cảnh, sẽ không còn phải cách ly tại các cơ sở chuyên dụng mà được phép cách ly nơi ở. Tất cả các khách du lịch khác vào Singapore vẫn sẽ tiếp tục phải cách ly 2 tuần tại các cơ sở chuyên dụng và người không cư trú sẽ phải trả tiền cho việc cách ly này. Trước đó, chính phủ Nhật Bản cũng tìm cách nới lỏng các hạn chế về du lịch đến Việt Nam vào cuối tháng 6, theo Nikkei Asia Review. Trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19 tại Trung Quốc, Bộ Công Thương đưa ra khuyến nghị đối với hoạt động sản xuất, xuất khẩu hàng nông thủy sản sang thị trường này. Theo dự báo của Bộ Công Thương, sự việc Trung Quốc phát hiện ra ổ dịch COVID-19 mới có thể khiến các cơ quan chức năng quốc gia này tăng cường hơn nữa công tác kiểm tra, giám sát an toàn thực phẩm, kiểm nghiệm kiểm dịch, truy xuất nguồn gốc. Các mặt hàng chịu ảnh hưởng nhiều của Việt Nam là nông sản, các loại thịt, thủy sản, đông lạnh, tươi sống và chế phẩm liên quan tại các cảng, cửa khẩu nhập khẩu nhằm phòng chống dịch COVID-19. Điều này cũng có thể gây ảnh hưởng đến tiến độ thông quan hàng hóa tại các cửa khẩu biên giới giữa hai nước Việt-Trung.
Do đó, Bộ Công Thương khuyến nghị các doanh nghiệp, hộ sản xuất hàng nông sản, thủy sản xuất khẩu đi thị trường Trung Quốc tăng cường công tác giám sát chất lượng, chủ động phối hợp chặt chẽ với đối tác nhập khẩu, tuân thủ nghiêm các quy định của Trung Quốc về tiêu chuẩn chất lượng, kiểm nghiệm kiểm dịch, an toàn thực phẩm, truy xuất nguồn gốc. Điều này góp phần giảm thiểu rủi ro và thời gian thông quan hàng hóa tại các cửa khẩu biên giới. Nhận định về tình hình dịch bệnh trong nước cũng như thế giới, nhiều đại biểu Quốc hội và giới chuyên gia đều đề nghị cần giám sát và lập trình mở cửa lại nền kinh tế với các quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới theo lộ trình thỏa thuận hai bên một cách thận trọng. Việc mở cửa lại cũng cần phải đảm bảo kiểm soát được dịch bệnh, đồng thời tạo thuận lợi khôi phục lại nền kinh tế. Bên hành lang Quốc hội, một số đại biểu Quốc hội cho rằng Việt Nam đã kiểm soát tốt tình hình dịch bệnh. Tuy nhiên, trên thế giới, tình hình lây nhiễm đợt 2 vẫn đang hết sức phức tạp, nhưng chúng ta không thể mãi đóng cửa. Sẽ phải mở với điều kiện hết sức rõ ràng, chắc chắn bởi mục tiêu năm nay, Việt Nam hướng đến không phải là tăng trưởng, mà làm sao giữ thành quả trong kiểm soát và đẩy lùi dịch bệnh. Cái mục tiêu cao nhất là chúng ta phải bảo vệ được cái tính mạng và sức khỏe của nhân dân là quan trọng nhất. Cho nên là đại biểu Quốc hội đã đề nghị với chính phủ là hết sức là thận trọng và có cái chủ động trong việc là nghiên cứu những cái đối tác, trong cái đầu tư những đối tác, trong cái quan hệ thương mại với Việt Nam chúng ta. Bằng những lộ trình mở cửa từng bước, có mức độ với các nước, có thể vừa khai thác thị trường nước ngoài, đầu tư nước ngoài, đồng thời khuyến khích khai thác thị trường trong nước, đầu tư tới các nước, phát huy ba sức mạnh của Việt Nam, đó là sức mạnh văn hóa, sức mạnh chính trị và sức mạnh kinh tế Việt Nam. Chúng ta đã thành công trong suốt thời gian vừa qua là chính và nhờ chúng ta phải biết cân đối giữa cái việc là phát triển kinh tế với lại đề cao mục tiêu nhất là phòng chống dịch. Do vậy tôi cho rằng cái ưu tiên giai đoạn này vẫn phải là làm sao chúng ta bảo vệ vững chắc cái thành quả phòng chống dịch. Còn cái việc mở cửa phải tính toán thật chặt chẽ. Theo các chuyên gia, một trong những điều chỉnh cơ bản phải tính tới đầu tiên sau đại dịch là thay đổi chuỗi cung ứng và chuỗi tạo giá trị để hạn chế sự lệ thuộc vào một thị trường. Các cái doanh nghiệp mà tham gia sâu vào các chuỗi giá trị toàn cầu, các chuỗi cung ứng toàn cầu thì nó sẽ tùy thuộc vào cái mức độ khôi phục lại của các cái chuỗi giá trị toàn cầu. Và như vậy nó sẽ tùy thuộc vào cái tình hình kiểm soát cái dịch bệnh ở các nước và sự khôi phục lại các cơ sở sản xuất kinh doanh và cái nhu cầu của cái thị trường quốc tế. Các chuyên gia đang kỳ vọng quá trình khôi phục và mở cửa nền kinh tế đang được bắt đầu sẽ diễn ra mạnh mẽ vào những tháng cuối năm. Việt Nam hiện có quan hệ kinh tế với nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ, nhưng chỉ có 17 nền kinh tế là đối tác quan trọng nhất. 17 quốc gia và vùng lãnh thổ này quyết định 90% giá trị đầu tư nước ngoài, 80% giá trị thương mại quốc tế và 80% lượng khách du lịch Việt Nam. Vì thế, Việt Nam cần những bước đi cẩn trọng. Tin tức vừa rồi cũng đã kết thúc là bản tin dịch COVID-19 ngày hôm nay. Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật nhiều thông tin mới ở các bản tin tiếp theo. Mời quý vị tiếp tục đăng ký kênh để theo dõi.